Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa phối hợp với huyện ủy Thạch Thành tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ phụ trách công tác dân vận của các xã, thị trấn và các đồng chí bí thư tri bộ, tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã được truyền đạt chuyên đề về quan điểm chủ trương công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận cơ sở trên địa bàn huyện. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Thạch Thành. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra hội nông dân tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với hội nông dân huyện thường xuân tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn thu gom phân loại xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho cán bộ hội nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tham gia tập huấn, cán bộ hội viên nông dân huyện Thường Xuân đã được giới thiệu những nội dung chính về công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn các khâu kỹ thuật về xử lý rác thải thân thiện với môi trường, chuyển đổi chất thải thành nguồn thức ăn dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và chung tay tham gia xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, hội nông dân tỉnh đã trao xe thu gom rác thải cho tổ tự quản bảo vệ môi trường thôn Hưng Long và tham quan một số mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Hôm qua ngày 20 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn tổ chức khai mạc hội thao công chức viên chức người lao động năm 2024. Hội thao thu hút trên 300 vận động viên là cán bộ đoàn viên công chức viên chức và người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, thi đấu ở các nội dung gồm bóng truyền hơi nữ, bóng đá nam và cầu lông. Giải diễn ra đến hết ngày 21 tháng 4. Với tinh thần thể thao cao thượng, giải đấu hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt ấn tượng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024 và 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Chào mừng lễ hội Đền Đồng Cổ và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sáng ngày hôm qua ngày 20 tháng 4, huyện Yên Định đã khai mạc giải bóng chuyển Cúp Đồng Cổ lần thứ 2 năm 2024. Sau mùa giải đầu tiên được tổ chức thành công, giải bóng chuyền cúp Đồng Cổ lần thứ hai năm 2024 đã thu hút sự tham gia của 16 đội bóng, tăng 4 đội so với mùa giải năm ngoái. Theo thể thức, 16 đội được bốc thăm chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội đầu bảng vào bán kết. Giải bóng chuyền Cúp Đồng Cổ là sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho vận động viên của các xã thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Yên Định thi đấu cọ sát, nâng cao kỹ năng thi đấu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng chuyển nói riêng. Để tăng tính hấp dẫn và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu, các đội bóng đều có sự đầu tư mạnh về nhân sự khi chiêu mộ các vận động viên chuyên nghiệp về thi đấu. Đặc biệt, mỗi đội bóng được sử dụng hai ngoại binh thi đấu cùng lúc trên sân. Sau đó, giải đấu đã thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Theo kế hoạch, giải bóng truyền cúp đồng cổ lần thứ hai năm 2004 sẽ bế mạc vào ngày 21 tháng 4 với trận chung kết và lễ trao giải. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 của huyện Triệu Sơn vừa thu hút 31 đội thi đến từ các xã thị trấn trên địa bàn. Các đội thi trải qua hai phần thi, phần thi lý thuyết trả lời các câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thi thực hành, tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với các loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy, kỹ năng sơ cấp cứu. Hội thi là dịp để các thành viên tổ liên gia được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Thọ Vực. Đây là đội được chọn tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhờ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quý 1 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư với 30 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 6 dự án FDI, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ tổng vốn đăng ký khoảng 3.540 tỷ đồng và 62 triệu đô la Mỹ. Trong 30 dự án đầu tư trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa 3 tháng đầu năm nay, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, khai khoáng. Các dự án trên có mặt ở tất cả các vùng miền trong tỉnh, từ đồng bằng ven biển đến miền núi. Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư mới, dự án công nghiệp cũng đã hoàn thành đi vào hoạt động. Việc có thêm các nhà máy sản phẩm công nghiệp mới đã đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất tăng thêm của ngành công nghiệp là điều kiện để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt từ 14,9% trở lên trong năm 2024. Năm 2024, mặc dù tình hình khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng thêm 7 nhà máy tại các khu vực miền núi Thanh Hóa. Chúng tôi tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, đưa nhà máy đi vào hoạt động, giải quyết thêm việc làm cho người dân địa phương. Thực sự là chúng tôi trải tâm lòng, để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào đầu tư vào địa bàn huyện Yên Định. Đến nay thì một số nhà đầu tư có cái đầu tư lớn ở huyện Yên Định đã và đang gặt hái được cái hiệu quả. Có được kết quả thu hút đầu tư như trên là do tỉnh Thanh Hóa đã liên tục đổi mới trong xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đã chủ động kết nối với các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế uy tín có tiềm lực ở trong nước và quốc tế tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đồng bộ, có tính kết nối cao, quan tâm tạo điều kiện về thủ tục, hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, mùa du lịch biển năm nay, diện mạo và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch để từng bước khẳng định thương hiệu về một thành phố của lễ hội. Đến với mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay, du khách được tham gia 17 sự kiện lớn nhằm quảng bá tiềm năng và thế mạnh của du lịch biển, nghỉ dưỡng. Trong đó đáng chú ý là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và khánh thành quảng trường biển sẽ diễn ra vào tối ngày 27 tháng 4 tại quảng trường biển Sầm Sơn. Sự kiện văn hóa ghi dấu mốc khai trương mùa du lịch biển tại đây. Điểm mới của du lịch biển Sầm Sơn năm nay là đưa vào hoạt động tổ hợp công viên vui chơi giải trí ngoài trời công viên San Sầm Sơn. Với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc, gồm công viên nước, công viên chủ đề, tổng diện tích hơn 33,5 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.500 tỷ đồng do Sun Group đầu tư. Sầm Sơn còn là nơi tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc 1954-2024 và khánh thành bàn giao dự án khu lưu niệm con tàu tập kết. Bên cạnh đó, Mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay còn diễn ra giải quần vợt bãi biển quốc gia, giải đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Carnival đường phố, liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh năm 2024. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.